Rồi, trại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương à. Xin mến chào anh em đam mê cô gái. Rồi, chào năm thứ hai. Rồi máy trống và chim non ha, chim non đến ngày ra ổ rồi. Rồi hôm nay thu hoạch cặp chim non này nha. Gửi cho em trai rồi, chân cẳng ok nè, nó cũng hơi nhỏ con chứ không được bự ha. Đây con này bự, tầm này là đúc ok nè, chứ để nó ra đủ lông là khó đúc lắm, nó đúc nó cứ toàn nhả thức ăn ra không. Đó. Rồi thôi chờ lưới mới thôi. Tại một phần là mẹ em ở nhà cũng bận nhiều việc á, nên là cho ăn cũng toàn lúa không à, nên nó cũng còn đói á. Rồi em vừa định đeo khuyên cho nó ha, đeo bên chân phải ha, số khuyên là 58. Tám chấm ha. Còn là con lớn, còn 58 là con nhỏ. Em đeo chân phải à, tại vì chỉnh cặp thì đeo chân phải. Rồi với tiếp theo bắt cho chú ở bên Biên Hòa một cặp Malai 3-4 tháng ha. Chạy này thì sắp gáy gù hết rồi, với một con thái đen. Gửi cho chú con trống ha, con này thì nó nở có một con à, nó bự con lắm đó. Và đặc biệt là cặp con này thì chắc là hay ha, tại vì nó có cái móng ngón bạch đề nè, móng trắng ha, nên đâm ra là vừa bự con nữa, ôm tay không hết nữa, nở màu. Mình nói với bạch đề ha, người ta nói mấy chim bạch đề chơi hay lắm, không biết thôi cứ đưa chú, mốt sau này điện lại chú ha. Với cặp này chặn 3-4 tháng rồi, chặn này chắc gần 5 tháng rồi ha. Rồi sức khỏe 27 nè, đó dây rút trắng đỏ. Đây. Trắng đỏ 27 luôn ha. Em dán lại chứ. Tiếp theo là bắt một con lẻ trong những cái con lẻ ở đây ha, còn 5 con lẻ ha, gửi cho anh trai ở Lâm Đồng. Thì theo anh em thì con nào là con cồ cao ha. Đấy đó, em quay chi tiết rõ ràng vậy luôn đó. Nhưng mà thì em theo em thấy con này nè, hai con này khả năng con cồ nè, tướng nó rất là bự, kiểu ra cườm nó không có hỗn với mấy con kia ha. Như con này, con vàng này cũng khả năng tắm nè, cườm ra đều. Rồi bắt con hai xanh này đi, hai xanh hoặc một xanh. Rồi cắt cổ chà bá, hai xanh ha, chà bá. Ôi. Rồi hôm nay đi ba đơn, còn đơn này sáng hai đơn thôi, đơn này sáng mai gửi nè, gửi sớm 4 giờ. Tiếp theo chương trình là bắt hai con Malai lẻ. Hai Malai lẻ thì nói chung mình cũng lựa, tiếp tục lựa cho anh trai ở đây, con này nè, khả năng con trống nó lầm lì lì. Cái con này ha,
con này không ổn. Con này đi. Không, con đường đủ cường mới được. Nói chung người con nào cũng được, ở trong đây có mấy con lẻ. Mà giờ lửa thì rồi. Rồi, con đầu tiên nha. Lẻ 25. Lẻ 25 ha. Tướng rất bự luôn. Thì hy vọng là trống thôi chứ giờ thực sự lẻ thì em cũng quăng đây thôi, ra cường. Rồi sau này nó nổi thì bán thôi chứ. Mình cũng đâu có muốn lựa mái hoặc là này kia đâu. Bán thì mọi người đều công bằng với nhau hết. Ai tới nhà lựa thì thích con nào lựa con đó. Còn mình thì cố anh em ở xa cố gắng lựa con chim tốt nhất thôi chứ giờ lỡ ra mái thì mình mình chấp nhận thôi chứ. Tại vì mình bán thì thực sự nếu mà bao trống bao mái thì cái đó nó dễ. Còn đây mình lựa cho anh em con chim tốt nhất thôi nha. Nên cũng mong anh em hết sức thông cảm. Anh em được tới nhà lựa thì càng tốt thôi. Rồi, rồi con này đó. Cái thái độ con này đó. Nó cũng dữ á. Thấy nó dở cánh. Rồi con này là hai chín ha. Vô. Rồi, ok, 25 với 29 nha. Đó, thì em mới bắt hai con thôi, còn lại đây mấy con nè. Còn con 41. Nói chung thì nhìn nó bự bự vậy chứ bắt ra nhiều con tóp lại đâu biết đâu. Nó đủ cườm mà. Thôi. Con này mà bự bự bắt cho ảnh luôn. Con này nó cũng nhỏ con, nó không có bự. Thôi nó bự bắt luôn đi rồi. Rồi anh con bự luôn cũng được, không có tiếc gì hết ha. Trạng này cũng đang thay lông nè, 23 nè, đang thay lông rồi. Mặt mũi này không biết trống mái nữa. Cũng giữ kệ cho hay. Rồi gửi cho anh hai con ha, 29 với 23. Rồi tiếp theo chương trình là bắt một cặp thái đen dòng mồi, gửi cho anh trai ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Gửi xe tư tí nha, xe tư tí tối nay tầm 6:30 sẽ tới. Bắt cho anh một cặp to bự. Đã to rồi còn bự nữa. Rồi cái hai con này đi. Hai con đỏ nè. Trạng chim cũng ok. Khá ok. Hai dây chân đỏ. Hoặc là lấy con hai xanh nè. Con này cũng bự con nè. Khả năng con này cũng trống. Rồi. Lại sử dụng chiếc vật ma thuật không này. Về cho khỏe chứ cần gì đâu. Rồi nắm tay không hết luôn ha, chim rất bự luôn. Đây nó đây. Đây con nhỏ ha. Anh em đừng nói con nhỏ là mái nha. Nhỏ thì mình nghi mái thôi. Chứ thực sự là sau này đường dài mới biết ngựa hay nha. Tại vì nó nở sau rồi nó ăn sau. Nói chung là giống như kiểu anh em nói đứa 1 tuổi với đứa 2 tuổi nó khác nhau 1 năm vậy chứ. Sau này nhiều khi bổ sung dinh dưỡng hoặc này kia nó bộc phát được cái nó cũng phát triển được to ngang ngửa chứ không phải là ấy đâu. Rồi rồi nãy tính làm clip con chim Việt nhưng mà thôi trời ông trời không có ủng hộ rồi. Đang mưa gió quá ở vùng Bình Dương Thủ Dầu Một này mưa quá nha anh em, em cũng đem vào đây rồi.
Em đeo vào trong phòng rồi ha. Con này thì rất là dạng luôn. Rất dạng luôn. Và không có thế nào nhầm được đúng không? Cái cặp chân nhìn thấy là quá dữ. Này chắc cũng có tuổi rồi đó anh em. Con này là con bổi ha, con bổi ngoài rừng thằng em nó bắt rồi nó nuôi lên mồi lên rồi không đi gác nữa, lâu quá nó thuộc rồi nó thành con chim khách luôn nha. Chứ không phải là chim non nuôi lên nha. Chim non mà nuôi lên anh em nào nuôi được. Con chim này mà tới khi cái chân mà nó móc trắng vậy thì thật sự là nó cũng là cả một quá trình rất là lâu ha. Em bổ sung cho nó ăn cỏ thái, nó thích ăn cái hạt màu đen. Rồi, mới về hôm qua mà đã chia tay chủ mới về. Anh trai này ở Cần Thơ ha. Thật sự thì anh cũng nhìn thấy cái giá trị của con chim thì anh bảo thôi đưa số tài khoản anh chuyển tiền thì làm rốt rẻn luôn chứ không có kỳ kèo hay là này kia hết. Em vẫn gửi cho anh một cái lồng này với nguyên si vậy ha, về nó nhanh chơi à. Đó thì thật sự thì anh thấy được cái giá trị của con chim này, anh thích nữa. Cái giọng quan trọng là nhiều người ta thích con chim, ta thích bởi cái giọng anh em, rồi cái tướng bộ nữa. Con hộp chim này thì tí nữa đợi gửi xe tư tí mà trời mưa quá mưa rồi. Không biết cái gửi cũng hơi vất vả đây, bởi nhiều khi gửi chim cho anh em thì sướng nhất là chỉ có gửi khi mà xe bến, giả sử như biết xe chạy mấy giờ mình tranh thủ mình ra mình gửi, còn không biết được thì mình gửi nhờ xe ôm gửi. Rồi, chúc anh em mình xem clip thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Anh em cho em xin một đăng ký kênh nha. Bye bye.